Hello, hello mọi người. Không sấy dẻo nha, em mới về lúc sáng nha. Em bán chạy cực kỳ món này luôn ạ. Này, cực ngon luôn. Không đi bỏ tủ lạnh được nha mọi người. Bỏ tủ lạnh bỏ ngăn mát á, hắn sẽ cứng lại một xíu, ăn cực ngon. Dẻo những bò tủ lạnh hắn lại cứng này, sẵn lại này, ăn ngon lắm ạ. Này, thấy quá không nhèm chứ, không sợ nhèm chứ này. Bóp không bể, không nát. Này đó. Món này gọi là siêu ngon luôn. À hay ăn thì alo em ship tần nữa nha. Thấy chưa này, cả mọi người xem thông nhé, mau hông này, mau bị thông hông ngon này. Trời ơi. Hông, hông này là hông dẻo ngọt không hề chát luôn. Bóp bóp hông, bóp qua hông mà vẫn không bị nát này. Ai ăn thì comment rồi cho em địa chỉ em ship nha, phần ship bưu điện được nha mọi người. Vì là không sợi dẻo nên là sẽ không bị hứ. Siêu ngon.